chị chưa tới đây mà em biết chị tới rồi, chị tin không? Dạ. Thiệt ý sao không? Hiện tiên chạy ra ngoài mua cơm, cái nói ủa sao giống chị Loan, nhìn giống anh Hải đúng không? Rồi bà lật đặt bà hỏi mua luôn, bà chạy về bà báo tin luôn anh Ngọc. Không chừng thấy cái chiếc xe cắt đó. Anh Ngọc với anh đang nằm ngủ. Không tin. Chị Loan sao lên anh Ngọc ơi, anh còn không tin đó mà. Ra không hú trước gì trơn. Mới gắn hai cây dù rồi anh. Dạ chào hai cô. Anh Ngọc, anh Hải đẹp, anh Hải trời ơi trụ vàng đó luôn ha. Một bông vậy là em nghĩ chắc hơn 20 cánh ha. Dạ mình ở đâu cô? Ở đây nè. Cũng gần đây luôn. Trời coi Ý Hương bé Ken che dù cho mẹ kìa. Đó. Chị qua ở ngoài còn dù không chị qua? Ở ngoài bằng đá đó. Bằng đá còn mình đưa cho anh Hải cây nữa đi. À dạ, bữa nay thông minh không? Bữa nay mấy anh em về quê ăn Tết hết rồi chị ơi. Em biết thế nào chị, bữa nay chị cũng lên à. Tại vì 29 lên mà rồi 30 không lên, mùng 1 không lên, chắc chắn mùng 2 lên rồi. Bún ơi. Bún ơi. Thương quá à. Đó giờ mình tập trung hết dù luôn rồi đó, giờ mát rồi đó. Đâu nóng mà. Nóng không con? Nóng. Nóng. Đổi cái nhỏ với chị đi. Chị cho em đổi cái nhỏ lại cho em. Quay thằng lên nó đi. Nó quay nó đi. Chị qua. Đổi lại. Rồi bấm mày, bấm rồi. Bữa nay lên chắc trống đường hả chị? Cha cha kìa. Nóng quá ha. À con lấy cây càng dưới ướt không? La mặt cho má. Cây mình lấy xuống cho anh. Quên nữa cái bịch táo trên xe. Đây em cầm cho. Rồi anh đi đi, em cầm cho. Đi 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 theo chú nè, chú che mát cho nè. Không ngoài, không ngoài chưa? Nóng quá lên xe hả con? Đúng rồi, đây may là có cây đó. Cái huyệt đó con. Cái huyệt mộ á. Cái huyệt mộ đó con. Huyệt mộ. Ừ. Chưa. Nè cho chú chụp cái cây nè. Chụp lấy hình cái cây nè. Trời ơi vậy? Ai mới xe. Hả? Con nhớ ngoại không? Con
ớt đi. Xuống luôn đi con, xuống cho chú che mát cho. Nắng quá hả? Đi theo chú che cho nè. Rồi, nắng quá ảnh leo lên xe. Ở đây luôn hả con? Xe bắt đâu? Mùi gì vậy cha? Mùi gì vậy? Cái mùi gì vậy? Mùi gì vậy cha? Bắt đi. Xe bắt xe đi. Đi hỏi chơi gì? Xe bắt lên chơi. Tải lâu lắm. Vậy là anh đòi muốn coi điện thoại. Bây giờ anh Hải đem trái cây vào cúng rồi cho chú ha. Trái bơm. Ôi bây giờ bé Tin ha, bé Tin đốt nhang cho ngoại trước nè. Bé Ken ngoan lắm nè. Hôm bữa anh em đi chơi, đi về nội chơi đúng không? Ở ngoài bãi biển gì đó, chú thấy nè. Cái đó là ở đâu ta? Nhà bè ha, có bãi biển gì đẹp lắm. Sông. Anh quýt treo gió, mình cầm dù nè anh quýt treo gió. Bây giờ là mấy anh em đi thắp hương ha. Phải quýt treo gió không ta? Phải quýt xí mùi, tắt xí mùi. Tắt xí mùi. Nè anh cầm dù đi, cho nó mát. Rồi. Dạ, rồi, giờ chú đi ngoài hả? Là nó mang núp nắng. Dạ chú núp nắng đi ha. Dạ dạ. Đó. Bây giờ là anh Hải đem bơm lên chúng chú chị Hồng Loan này đi hấp nhang xung quanh. Trời quá nắng ha. Quá nắng rồi.